Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin, sáng nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và đây là cơn bão số 10 hoạt động trên khu vực biển Đông của nước ta. Nó có tên quốc tế là Gutip. Trưa chiều nay thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc, 116,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 cho đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam. Mỗi giờ sẽ đi được khoảng 10 km. Và đến 13 giờ ngày 28 tháng 9 thì vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, di chuyển chậm lại và đi được khoảng 5 km và có khả năng lại mạnh thêm. Và đến 13 giờ ngày 29 tháng 9 thì vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông Nam, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão mà vùng biển phía đông, khu vực giữa và bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông của khu vực quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, có mưa bão làm cho tầm nhìn giảm xuống chỉ còn từ 2 đến 4 km, biển động mạnh. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh nên tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có mưa dông mạnh, biển động, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh suy yếu nên trong đêm nay, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ sẽ chủ yếu duy trì tình trạng nhiều mây, mưa chỉ xảy ra một vài nơi và tập trung ở vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 21 cho đến 24 độ. Riêng tại khu vực vùng núi, nhiệt độ có khi chỉ từ 18 cho đến 21 độ. Một số nơi ở vùng núi cao như là tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Trùng Khánh, Cao Bằng, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Sapa, Lào Cai, Sìn Hồ, Lai Châu còn có nhiệt độ xuống dưới 15 độ, trời vẫn còn se lạnh vào đêm và sáng sớm. Sang đến ngày mai thì nắng sẽ xuất hiện sớm hơn, vì vậy mà nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng sẽ tăng nhanh, phổ biến trong khoảng 29 cho đến 31 độ. Một số nơi ở khu vực Tây Bắc thì nhiệt độ còn ở trên 32 độ. Còn đối với các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ thì do khối không khí lạnh suy yếu nên ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ giảm dần, vì vậy mà mưa trên khu vực sẽ giảm hơn cả về lượng và diện. Mưa vừa có nơi mưa to chỉ còn xảy ra chủ yếu trong đêm nay và tập trung chính ở khu vực Hà Tĩnh và khu vực phía nam của Nghệ An. Sang đến ngày mai thì mưa sẽ giảm dần nên nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên và phổ biến trong khoảng 26 cho đến 29 độ. Còn đối với các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ thì vùng mưa vừa có nơi mưa to chỉ còn tập trung ở các tỉnh khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, còn khu vực phía Nam thì mưa ít hơn. Với các khu vực vùng núi, bà con vẫn cần phải đề phòng với lũ quét và sạt lở đất. Thưa quý vị, do trời vẫn nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ cao nhất ở khu vực chỉ tăng nhẹ và phổ biến trong khoảng 26 cho đến 28 độ, riêng ở phía Nam cao hơn có thể sẽ giữ ở mức là 29 cho đến 31 độ. Trong khi đó thì khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ do vẫn chịu ảnh hưởng rìa nam của giải tụ nhiệt đới nên mưa dông tại đây vẫn xảy ra ở diện rải rác và tập trung vào chiều tối và đêm. Một số nơi có mưa dông mạnh với lượng mưa đạt cấp mưa vừa. Trong cơn dông cần phải đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc và gió giật mạnh. Còn ban ngày trời ít mưa và có nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 30 cho đến 32 độ. Nằm ở phía nam của giải tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 10 với đới gió Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực Tây Nguyên mưa vẫn xảy ra ở nhiều nơi, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to. Mưa kéo dài trong cả đêm và ngày, vì vậy nên nhiệt độ cao nhất trong ngày khá thấp, chỉ trong khoảng 25 cho đến 28 độ. Còn đối với các tỉnh khu vực Nam Bộ thì trong đêm nay mưa rào chỉ xảy ra ở diện rải rác, nhưng mà từ trưa chiều mai mây đối lưu phát triển mạnh nên mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn, thậm chí là một số nơi có thể sẽ có lượng mưa đạt được cấp mưa vừa. Trong cơn dông bà con cần phải đề phòng với hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh, nên nhiệt độ cao nhất ở khu vực này giảm nhẹ chỉ còn trong khoảng 28 cho đến 31 độ. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay đến đây là hết. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.